Sáng nay, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ vừa phối hợp với trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh tổ chức buổi tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, SHISHA, bóng cười cho học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, Công an phường đã cung cấp những hình ảnh trực quan về các loại thuốc lá điện tử, SHISHA, bóng cười, đồng thời tuyên truyền những tác hại của việc sử dụng các chất gây nghiện này cho sức khỏe người sử dụng, nhất là đối với học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, bằng hình thức hỏi xoáy đáp xoay, Công an phường còn cung cấp thêm những hiểu biết về SHISHA và bóng cười, giúp học sinh nhận biết các dạng ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới tên gọi của thực phẩm, nước giải khát như nước dâu, nước xoài, nước vui, nước biển. Qua đó tuyên truyền cho học sinh tuyệt đối không sử dụng cũng như tránh bị kẻ xấu lợi dụng để tham gia mua bán. Đây là hoạt động thiết thực được cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến SHISHA, bóng cười trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.